Bây giờ cảm giác nó nhẹ nhõm ở người đi mặc váy hơi đẹp luôn đấy. Mỗi tuần tốn tiền mua váy mới nhỉ? Vâng. Ngày trước béo quá, ngày trước béo rồi béo. Đấy không hiểu tại sao ngày xưa lại mua ăn nhiều như thế. Cô ơi, con chào cô. Đây bạn nhân của cô đây cô nhá. Đấy làm xong liệu trình cô thấy là em tháo máy ra cho chị giúp em Nhung đi. Thế, thế bao giờ cô làm, đến khoảng bao lâu thì cô được làm với Nhung? Với liệu trình này nhé cô nhé, là bình thường thì khách hàng phải hết sạch mỡ thừa đi, rồi mình bắt đầu làm liệu trình này, bởi vì đây là liệu trình laser ấy, thì chúng ta có thể là đào thải hết mỡ thừa ra và cũng như là làm định hình săn chắc cái vòng hai của bạn ấy, điêu khắc mụn cho cô nhỏ như siêu mẫu luôn. Cô mong đến cô đẹp rồi, sắp đẹp đi sáu rồi. Cô yên tâm, nói chung là đã đến cô ra mà cô mong muốn giảm như thế nào thì thẩm mỹ sẽ làm cho cô hài lòng như thế nhé cô nhé. Thì coi như là mọi vấn đề về kỹ thuật sẽ chuyên viên kỹ thuật và chuyên gia sẽ hỗ trợ cho cô. Vâng, cô yên tâm. Bây giờ Thảo đang Nhung giúp anh nhé. Em là con của đúng không anh? Ừ, cái này là xong rồi đấy. Bây giờ Nhung ơi, bây giờ anh muốn chia sẻ cái câu chuyện của em cho mọi người cùng được biết ấy, thì em đồng ý với anh không? Okay, anh chia sẻ luôn. À, hạnh giữ giúp anh cho Nhung lên nhá. Chia sẻ luôn, khép eo như thế này mà không chia sẻ thì hơi phí đấy này. Rồi Nhung ơi, ra đến anh một chút nào. Cô Vân ơi, cô nhìn bây giờ cô được mục sở thị trực tiếp luôn nhé cô nhá. Đây cô nhìn thấy vòng hai của em thấy chưa? Đấy, không cô thấy ngày xưa là em mới béo như vậy mà bây giờ cô nhìn trực tiếp này. Biết mà, trước nó bụng nó chảy xệ em nhiều lắm. Không, nói chung là không đến mức chảy xệ, gọi là hơi mập mạp một chút thôi đúng không ạ? Đây là hình ảnh body của em Nhung trước khi mà em làm giảm béo. Sau khi mà em tăng 8 cân á thì khá là mập mạp và không còn đường cong trên cơ thể. Cô có thấy đây là một hình ảnh quá là ngoại mục đúng không ạ? Và ngon quá chứ cô đúng không nhỉ? Đây cô ơi, bây giờ nhé, mà sau khi mà cô làm liệu trình giảm mỡ tại viện thẩm mỹ Korea ấy, thì bản thân con sẽ không hứa là cô sẽ đẹp như thế này, tức là không nhỏ đến mức như thế này, nhưng mà con sẽ hứa là làm sao để cho cô đẹp nhất có thể nhé cô nhé. Mọi sự xinh đẹp là cô sẽ trao hết lại cho thẩm mỹ viện. Dạ vâng, chắc chắn rồi ạ. Nhưng ơi, anh thấy là liệu trình của em thì nó rất là hiệu quả ấy, thì bây giờ anh mong muốn là có thể chia sẻ một chút cái câu chuyện của em để cho các bạn có thể biết là cái câu chuyện giảm béo của mình như thế nào được không? Ngày xưa thì em cũng kiểu ăn nhiều ấy, ăn lắm lắm. Có nghĩa là ngày em ăn cũng phải đến 10 bữa luôn ấy. 10 bữa luôn. Cái đợt ý là em tăng mất 8 cân. Mình muốn làm bà trùm của cái thương hiệu chè bà Nhung đi. Nhưng mà ngày xưa em có một cái câu châm ngôn là tâm trạng thoải mái, có mẹt để lái. Nhưng mà không ngờ là chưa thành hiện thực thì đã béo thù lưu ấy cả lên. Rồi bây giờ phải giảm cân, quyết tâm lấy chồng ấy ạ. Quyết tâm giảm cân thì có bán chè nữa không? Bán chè tiếp. Nếu mà bán được thì vẫn bán thôi. Bán chè nhưng mà anh nghĩ là em phải có chế độ ăn uống hợp lý hơn nhá. Đừng để sồi như ngày xưa thì xấu lắm. Đấy, nhưng mà em yên tâm là anh nghĩ là với... Thôi đấy. Ôi chắc chắn rồi, chắc chắn là lúc nào cũng sẽ hỗ trợ em nhiệt tình nhất nhá. Anh có thể, Nhung ơi, em có thể chia sẻ một chút là cái chỉ số của em sau khi mà em giảm mỡ tại viện thẩm mỹ Korea được không? Thì ngày trước là em cao 1m70 và em nặng 1m70. Quá chuẩn luôn, 1m70 là chuẩn rồi nhưng mà 60 cân thì hơi thừa. Thôi, 80 cân là béo quá. Bây giờ em còn em đã giảm xuống được 8 cân rồi. 8 cân là còn là 52 cân. Vâng. 52 cân. Tinh luôn. Cô thấy không, 52 cân thì là quá chuẩn rồi đúng không cô? Đấy, nên cô cố gắng làm sao để cô giảm được nhiều hơn nữa để có thể giảm được 5 đến 7 cân. Đấy, 5 đến 7 cân để mặc áo dài mà cô mới may nhé cô nhá. Cô phải giảm chục cân anh nhỉ? Chắc là thế đấy, nhưng mà càng tốt. Cô yên tâm là viện thẩm mỹ sẽ hỗ trợ đến khi nào cô hài lòng thì thôi cô nhá. Vì cô có tuổi rồi, cô cũng chỉ muốn giảm 5 đến 7 cân thôi. Và giảm được hơn nữa thì cô rất mừng. Đúng rồi ạ. Cô yên tâm là với mỗi một khách hàng đến đây thì bản thân con là chuyên gia sẽ hỗ trợ làm sao cho cô có một cái phác đồ điều trị mà vừa an toàn mà vừa hợp lý cô nhá. Quá trình em đi làm đến viện thẩm mỹ thì lúc nào cũng thấy em tươi vui và anh thấy là như kiểu em đẹp hơn và trẻ hơn mỗi ngày ấy. Ngoài ra nữa thì anh muốn hỏi là sau khi mà chúng ta làm thực hiện cái quá trình giảm cân như vậy, nó thành công đến mức như vậy rồi á, thì em có cảm thấy là cuộc sống, công việc hay là tình yêu chẳng hạn nó có thay đổi nhiều không? Có ạ, thay đổi rõ rệt luôn. Thay đổi nhiều nhất là cái quần áo em mặc ấy thì bây giờ nó đổi size nhiều lắm. Nó không còn mặc những cái size mà to thình lình nữa, kiểu XL hoặc XXL chẳng hạn đúng không? Ngày xưa toàn mặc mấy cái váy xung xuông làm gì mà dám mặc body như này, ngại chắc lắm. Rồi. Xong là người yêu thì có nhiều tình yêu hơn, có nhiều tình yêu hơn. Còn công việc của em thì sao? Anh thấy là dạo này mấy bạn ở gần nhà anh hâm mộ em là càng ngày càng thích em nhiều hơn á. Kiểu ngày xưa nhá, làm quay mình không sâu được những cái gì đẹp phải tránh vòng hai ra đúng không? Thôi, mình phải tránh, mình chỉ dám quay mặt thôi. Thành ra là nó không kiểu không được lên xu hướng ấy ạ. Vâng. Bây giờ quay là mặc váy rồi nhún nhảy một hai bài TikTok các thứ là nó lên xu hướng luôn. Ổn hơn rất là nhiều đúng không? Mà đã ổn hơn thì chắc chắn là thu nhập cao hơn rồi đúng không nào?
gọi là hai nhân đôi niềm vui đó, đúng không nào? Một mũi tên trúng hai đích. Chính xác. Nhung ơi, vậy thì hôm nay anh rất là cảm ơn em đã có những cái chia sẻ rất là tích cực đối với mọi người cũng như là đối với cô Vân hàng xóm của em đó. Thì cô Vân ơi, con cũng cảm ơn cô là đã tin tưởng cô ra và hôm nay đến cùng em Nhung để làm thực hiện dịch vụ giảm mỡ tại viện thẩm mỹ nha cô nhé. Thì bây giờ cũng là xong dịch vụ của em rồi, đúng không nào? Vậy thì bây giờ em cứ quay lại phòng để các bạn có thể là đưa đồ cho em để em thay nhé. Và cô Vân ơi, không mất thời gian của cô nữa thì con xin phép là mời em Hạnh, Hạnh ơi ra đón cô giúp anh. Mời em Hạnh ra đón cô ra phòng dịch vụ để bắt đầu thực hiện cái quá trình giảm mỡ của mình nhé cô nhé. Con cảm ơn cô ạ. Vâng, con mời cô nhé. Con chào cô ạ. Quy trình giảm mỡ với công nghệ Martin and McDuer của viện thẩm mỹ Korea. Bước 1, thăm khám. Chuyên gia kiểm tra vùng tích mỡ và đánh giá sơ bộ tình trạng mỡ thừa. Bước 2, đo chỉ số cơ thể. Hệ thống máy móc chuyên dụng của viện thẩm mỹ Korea tự động đo đạc, đưa ra báo cáo chi tiết về chỉ số mỡ thừa theo từng vùng trên cơ thể. Bước 3, lên phác đồ điều trị. Tùy vào thể trạng khách hàng, chuyên gia sẽ đưa ra phác đồ điều trị phù hợp nhất. Bước 4, cam kết hiệu quả điều chỉnh bằng văn bản. Viện thẩm mỹ Korea cam kết về hiệu quả điều chỉnh bằng văn bản, hoàn lại tiền cho khách hàng nếu không đạt được hiệu quả giảm mỡ. Bước 5, tác động tính chất. Khách hàng được trải nghiệm dịch vụ 5 sao đẳng cấp quốc tế trong suốt quá trình thực hiện điều chỉnh. Những tượng đài giảm béo tại viện thẩm mỹ Korea. Chị Tuyết giảm 60kg, anh Nghĩa giảm 40kg, chị Trang Trì giảm 20kg, chị Huyền giảm 12kg. 30.000 khách hàng đã giảm mỡ thành công, người tiếp theo sẽ là bạn. Viện thẩm mỹ Korea, thương hiệu giảm béo số 1 Việt Nam, gọi 1900 0361, 0911 85 9999 hoặc inbox để được tư vấn.